một cách truyền thông đi ra thế nào tao chả sợ quá. Các bạn thấy nó rất phiền không? Mất tiền mất quyền à quê bán lôi hết cháu à quê quá đội cái quần đánh. Xin lỗi em, bao lâu nay tất cả hiểu lầm, anh nào đâu biết là em vô tội, em đã chịu đức nhục sự hận căm. Nghệ sĩ nước mình vất vả nhưng họ dâng hiến tất cả. Bạn phải khổ luyện vật vã ra xã hội học cách học thuật đã. Xin lỗi em vì những nghi ngờ, xin lỗi vì những thờ ơ, xin lỗi vì đằng sau đổ vỡ cả hai to lôi trách mỗi nàng thơ. Không hay thì bảo dở hơi, hay rồi thì hỏi anh thôi đấy gì. Xin thưa từ xưa đến nay âm nhạc là loại nhà tao thôi.